Xin chào các bạn, mình vừa tiến hành thu âm xong. Bây giờ mình đang test thử cái nhạc của đầu Baramax LS5000. Chất lượng âm thanh rất là ok. Thì đầu Baramax LS5000 khác gì so với những cái đầu khác thì trên đây. Có chức năng thu âm, tăng tông giảm tông rất là ok. Ít bị méo tiếng thì đây là cái thùng mình mới khui được. Thùng tiền của nó. Về phần cái remote thì nó rất là chi tiết. Ở đây là có những cái nút là mình chọn tiếng Anh. Nút tiếp theo là tác giả. Nè, lời bài hát các bạn có thể kiếm, nếu mình quên cái tựa đề thì mình có thể kiếm. Ngoài cái tăng tông giảm tông rất là hiệu quả thì cái này nó có hiện cả tông nữa các bạn. Đây, đặc biệt cái đầu này có hiện cả tông nữa. Thì rõ ràng cái tông. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tới cái đầu Baramax 5000. Trước hết là mình vô tải về Baramax, đánh chữ Baramax vô là nó hiện ra cái phần mềm này, thì các bạn tải về. Thì mình mở ra. Thì cái cách kết nối đó là các bạn phải tắt luôn nhạc. Ở đây có nút Wi-Fi. Chọn kết nối. Kết nối mới. Rất là đơn giản. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trên cái phần mềm Baramax. Thì cái này là ở đây nó có ghi rõ ràng những tiếng Việt thì rất là dễ cho các bạn lựa chọn. Đây, tìm theo tựa đề, tìm theo bài hát. Ở đây là tìm theo ca sĩ, tìm theo nhạc sĩ. Còn cái này là mình điều khiển. Mình sẽ chọn thử một bài. Mình sẽ tìm bài Thành phố buồn đi. Y như những cái đầu thông minh khác thôi. Đặt trước. Thì mình tóm lại là cái đầu Baramax LS5000 này thì nó rất là đa năng. Hầu như tích hợp tất cả các chức năng mà yếu tố cần thiết, có thu âm, tăng tông giảm tông rất là chuẩn xác, đặc biệt là có hiện cả cái tông ra nữa các bạn.